Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Ở video hôm nay mình sẽ làm để review cái con champion mà Plarium họ sẽ cho anh em mình Fuse ở tháng 10 ha. Thì cái Fusion này nó sẽ bắt đầu vào cái ngày 30 tháng 9. Thứ hai tuần sau đó anh em. Rồi thì mình sẽ làm review để mình cho anh em biết cái suy nghĩ của mình về cái con champion này như thế nào ha, để anh em có thể quyết định là anh em có nên theo Fusion này hay không. Mình cũng nhận được một vài câu hỏi là cái con champion này có tốt hay không á, thì đó mình nghĩ là cái video này sẽ giúp anh em được một phần để anh em quyết định ha. Rồi mình sẽ cho anh em biết là mình có fuse cái con này hay không. Quyết định fuse một cái con champion hay không nó rất là quan trọng anh em. Tại vì anh em chơi game này không thể nào mà anh em tham gia hết được tất cả những cái events của cái game này được, tại vì nó rất là nhiều. Fuse một con champion thì nó đòi hỏi anh em phải có đá nè, phải có năng lượng, phải có gem tích trữ, phải có silver, tại vì rất là nhiều cái event ha để mà fill được một cái con champion, cho nên là anh em phải suy nghĩ cho kỹ cái con champion nó có phù hợp với cái account của anh em không, và cái account của anh em nó có đủ đáp ứng cái nhu cầu để mà anh em fill được cái con champion hay không ha. Thì đó, thì cái con champion này nó thuộc cái orcs faction ha. Nhìn thì nó cũng ok đó, cái outfit thì cũng khá là ổn ha. Rồi thêm một cái nữa là cái con champion này là nó là cái fragment fusion ha anh em, có nghĩa là anh em thu thập những cái mảnh của nó thì đủ 100 mảnh thì anh em có thể giữ ở trong kho của anh em. Đến khi nào mà anh em cần fuse thì anh em fuse, chứ không có bắt buộc giống như con Thor, cái fusion vừa rồi đó. Thì con Thor là anh em phải fuse nó ra trong cái khoảng thời gian mà cái fusion nó đang diễn ra ha. Anh em không thể nào chờ được. Còn cái con này á, nó là cái fragment fusion, có nghĩa là anh em có thể fuse chừng nào anh em muốn cũng được, không có quan trọng ha. Đó thì mình cho anh em một cái lưu ý như vậy. Đây là cái hình ảnh của cái con này ha, cái con ở giữa. Rồi, cái skill của cái con này đi, cái skill là phần quan trọng nhất ha. Đây là cái con Champion Legendary Force ha, màu đỏ. Cái hệ của nó là hệ Defense. Cái faction của nó là Organ Drive chứ không phải là Orc ha. Mình nhìn mình tưởng nó con Orc. Rồi, cái Organ Drive. Cái skill thứ nhất của nó là cái skill tấn công một mục tiêu hai lần ha, có 35% cái cơ hội để mà giảm cái cooldown của một cái con ally trong cái team của nó ngẫu nhiên xuống một turn. Rồi cái tiếp tục là nếu mà cái con ally đó có cái skill mà nó giảm xuống đó, cái cooldown nó giảm xuống đó, thì fill luôn cái turn meter của nó 10%. Thì một cái combo giữa giảm cái skill cooldown và cái fill turn meter ha, nhưng mà chỉ có 10% thôi. Giảm thì giảm cũng có một turn thôi, thì nó giống như là con Queen Ancora vậy đó. Nó cũng cái phần trăm thì mình không nhớ cái con Queen bao nhiêu ha. Cái con này thì nếu anh em book lên 35 đây cộng thêm 15 nữa là 50% ha, có nghĩa là 50-50 là sẽ có cơ hội một con champion trong team của anh em nó giảm cái cooldown xuống một phần một turn ha, đồng thời fill cái turn meter, nhưng mà có 10% này cũng khá là ít. Rồi cái skill thứ hai của nó là gỡ bỏ tất cả những cái debuff ở trong cái team của nó ha, có nghĩa là clean thì trong team này, trong cái game này rất là nhiều anh em. Con Mitra là nè, con Queen cũng có nè, con Pythion cũng có nè, con Elva Autumnborn cũng có nè, con nhiều lắm, nhiều cái con mà nó remove những cái debuff lắm. Rồi để mình coi nó remove cái debuff xong nó còn làm gì nữa ha. Nó bắt đầu nó heal cả hai skill số 1 với số 2 này đều có cái heal ha, thì cái này nó heal cho nguyên cái team của anh em 15% dựa vào cái lượng máu của nó, thì anh em có thể chủ động build cái lượng máu nó nhiều. Nhưng mà cái con này là anh em nhớ là hệ defense nha, anh em build máu nhiều nó sẽ không có tác dụng damage tăng lên nha, tại vì nó là cái hệ defense. Nếu mà nó hệ HP nữa thì nó tiện hơn một chút xíu, nhưng mà những con này là cái con champion loại support cho nên là chắc cũng không có cần phải mà quan tâm đến cái damage của nó ha, thì mình chỉ cho anh em biết như vậy thôi. Rồi nó heal thêm 2% nữa cho mỗi cái debuff mà nó remove được ở trong cái team của nó. Thì ví dụ như mỗi con champion của anh em dính hai cái debuff thì bốn con champion thì 8 cái debuff ha, là 2% nhân với 8 cái debuff là 16% nữa, là 15% này cộng thêm 16% cũng khá là nhiều heal, cái heal cũng khá là lớn ha. Nhưng mà nó tùy thuộc vào cái lượng debuff mà cái skill này nó gỡ ra được, nó remove được ha. Rồi sau đó là play cái shield buff trong nguyên cái team của nó bằng với 15% chứ của cái con champion max của cái con champion này max HP ha, for 2 turn. Là cái skill này nếu anh em book xuống thì từ 5 turn nó xuống còn 3 turn ha.
Thì cái skill này cũng khá là ngon anh em. Dành cho những anh em nào mới chơi game này thì cái skill này rất là ngon. Nó sẽ giúp cái team của anh em thứ nhất là heal, thứ hai là có thêm cái shield nữa. Cái shield nó sẽ bảo vệ cái team của anh em. Nhưng mà đối với những anh em nào mà chơi theo kiểu mà end game với lại late game á, thì cái skill này không có gì quá đặc biệt. Tại vì trong game này bao la luôn, một đống con champion nó có cái skill y chang như vậy và có thể là tốt hơn nữa. Thêm cái nữa là cái skill này nó không có cái play cái block debuff. Thường thường giống như con Duchess nó có cái block debuff, Duchess thì nó không có cái clean, nó không có remove debuff nhưng mà nó có cái block debuff. Còn Pythion này, con Pythion nó có cái block debuff luôn, nó vừa heal, nó vừa clean, nó vừa cái block debuff thì nó ngon hơn cái con này. Con này thì cái lượng heal của nó có lẽ là nhiều hơn cái con Pythion một chút. Với lại nó có cái shield ha. Đó thì tùy anh em thôi. End game á thì cái con này nếu mà xài thì hơi khó rồi. Mấy cái shield này đưa lên trên arena là bị con King nó đánh sấp mặt. Rồi, tiếp theo là cái skill thứ ba. Cái skill thứ ba này thì có 70% cơ hội để mà tăng cái thời lượng của tất cả enemy ha, debuff lên, có nghĩa là tăng cái thời lượng debuff của team đối thủ lên một turn. Rồi đồng thời là tăng cái thời lượng của buff trong team mình lên, thì tăng debuff trong team của đối thủ và tăng cái buff trong team của mình. 75% nếu anh em book thì nó sẽ lên 100% ha. Hai cái skill này nếu mà anh em book thì nó sẽ lên 100% hết. Chỉ có skill thứ ba chứ không phải cái skill thứ hai ha. Skill thứ hai thì không có phần trăm ở trong đó. Nếu anh em book thì nó sẽ xuống 5 turn xuống thành 4 turn ha. Nó thì cũng ok. Đồng thời là nó sẽ fill cái thêm meter của nguyên cái team nó lên 20% ha. Thì vừa tăng cái thời lượng debuff cho team đối thủ, tăng thời lượng buff cho team mình, đồng thời fill thêm meter ha. Nó là một cái con champion support thôi, chứ mình nghĩ con này damage thì sẽ không có gì đáng kể. Rồi cái passive của nó đây, passive thì fill thermidor reduction effects. Có nghĩa là nó không nó cái tác dụng khi mà nó bị những cái thermidor effect anh em là nó sẽ giảm đi 50%. Thì cái con này mình nghĩ là Plarium họ muốn khắc chế cái con Orman ở trên cái live arena hoặc là arena thông thường thì anh em sẽ thấy con Orman nó xuất hiện rất là nhiều. Thì cái turn meter effect của cái con Orman nó sẽ bị giảm đi phân nửa, có nghĩa là thay vì nó lấy hết 100% cái turn meter của anh em thì nếu mà cái con này á thì nó chỉ bị mất 50% cái turn meter của nó thôi, chứ nó không bị mất 100% ha. Rồi sau đó thì sẽ fill cái turn meter của con champion này lên 20% khi mà con Orman nó play cái stun đó anh em, thì nó sẽ fill 20% cho mỗi một cái con trong team của nó. Thì ví dụ như anh em đánh live arena hoặc là arena thông thường đi thì team của anh em sẽ có bốn con champion, nếu mà bốn con champion đều dính cái stun hết thì cái con champion này sẽ nhận được 80% cái lượng turn meter ha. Thì ở trên này là nó bị lấy mất có 50% thôi, ở dưới này nó sẽ nhận thêm 80%, có nghĩa là nó có thể sẽ có một cái turn để mà nó giúp cái con team của anh em khỏi bị stun này kia, tại vì nó có skill clean ở trên nè, cái skill thứ hai của nó nè. Thì mình nghĩ là nó có thể khắc chế được con Orman được một phần ha. Chứ mình nghĩ không nghĩ là hoàn toàn có thể full counter được cái con Orman, nhưng mà nó có thể khắc chế được một phần. Và nó chỉ hoạt động cho một con champion thôi, nếu anh em có nhiều con champion này trong cái team nữa. Nó cái effect này nó cũng chỉ hoạt động như vậy thôi chứ không có tăng lên ha. Rồi, cái này là passive effect hay con này active nè. Khi mà nó bị dính những cái debuff này ha, stun, freeze, sleep, provoke, fear to fear, petrification hoặc là shift debuff. Khi những cái này nó được remove ha, hoặc là khi nó hết hạn á thì fill cái thermometer 20%, thì những cái debuff này nè anh em, khi mà nó bị gỡ bỏ, ví dụ như con này nó sử dụng cái skill thứ hai nè, thì nó gỡ bỏ những cái debuff này á, thì nó sẽ được fill cái thermometer thêm 20% nữa ha. Thì cái con này chủ yếu là nó fill thermometer heal anh em, có cái shield nữa, với giảm cái skill cooldown của anh em xuống ha, bằng cái skill thứ nhất của nó. Đó thì cái bộ kỹ năng của nó thì cơ bản là như vậy thôi. Và cái này nó có cooldown nha anh em, cái passive của nó không phải là lúc nào nó cũng như vậy ha, nó cooldown nè 4 turn ha, nếu mà anh em book á, thì nó còn xuống còn 2 turn. Đó chứ không phải là lúc nào nó cũng có thể sử dụng được cái passive này ha, cái active effect nè. Còn cái passive này thì nó không có cooldown, chỉ có cái active effect thôi. Cái aura của nó thì accuracy 60 ha, thì cũng khá là bình thường. Tổng thể là cái con champion này, cái bộ kỹ năng của nó như vậy ha. Thì theo mình á, cho mình ha, nếu mà dành cho cái account của mình thì thật sự là mình không có cần cái con này.
Tại vì Arman thì đánh trên arena mình gặp nó là mình ban nó rồi, là một ha. Thứ hai nữa là cái con này á, cho dù nó khắc chế được con Arman đi nữa, đem một cái con champion như thế này đánh trên live arena cũng thiệt thòi rất là nhiều ha. Như mình đã nói thì cái con King Narsi đó anh em, nó rất là thích những cái con champion nào có cái shield ha. Thì con này có shield nè, thì đưa vô nó thì nó đánh không chịu phát nào ha. Đó thì đối với những account mà kiểu end game này kia thì chắc khó sử dụng con này trên arena ha. Có thể sử dụng được nhưng mà hơi khó. Rồi đối với những anh em nào mà mới chơi hoặc là mid game này kia thì chắc có thể là sử dụng được ha. Tại vì anh em sẽ ít đụng những cái con champion mà nó giống như con King Narsi hơn, ở dưới những cái level thấp thấp ha. Còn lên cao thì cái con này giống như nó phí một chỗ cho anh em để mà giành counter con Orman không. Thì mình có thể ban nó luôn rồi ha. Con Orman nó không những là nó có Thermidor, nó còn ship này kia nữa, thì cái con này nó chỉ counter một phần thôi chứ nó không phải counter nguyên một cái bộ kỹ năng của con Orman ha. Đó thì tùy anh em thôi, nếu mà anh em nào mới chơi và anh em cảm thấy anh em có nhiều cái tài nguyên cần một con support để mà nó clan, nó buff cái team của anh em, con này nếu mà anh em mới chơi hoặc là mid game á, nó sẽ carry cái account của anh em xuyên suốt ha, đánh dungeon này kia thì nó sẽ đảm bảo cái team của anh em sống ngon lành. Nhưng mà có một cái là nó không có revive thôi, nó không có revive trong cái kit của nó ha, trong cái bộ kỹ năng của nó không có cái hồi sinh đó. Còn đối với mình thì chắc mình sẽ không tham gia cái fusion này, mình sẽ để dành những cái tài nguyên, tại vì sắp tới là cái mùa lễ anh em, những cái nước phương Tây cái mùa cuối năm nó sẽ là lễ và nó sẽ ra rất là nhiều con champion ngon là thứ nhất, rồi nó có thêm những cái event rất là ngon nữa, thì anh em nên để dành những cái tài nguyên của anh em để mà anh em tham gia vào những cái con champion nó xứng đáng hơn ha. Con này thì mình thấy nó cũng là cái dạng trung bình thôi chứ nó không có gì quá đặc biệt, với lại mình vừa tham gia cái fusion của con Thor ha, rồi xong rồi mình tham gia cái mà để lấy cái 5 sao blessing của con Thor nữa thì rất là mệt rồi, nói chung là cũng đuối rồi. Tham gia thêm con này nữa thì không có thời gian nào mà nghỉ hết đó, cho nên là mình sẽ quyết định mình không tham gia ha, mình sẽ dự trữ những cái tài nguyên của mình thôi. Ok, đó thì cái suy nghĩ của mình như vậy thôi. Anh em có suy nghĩ nào khác á, thì mình rất là vui để mà đọc những cái comment của anh em ở phía dưới ha. Anh em cho mình biết cái suy nghĩ của anh em như thế nào. Anh em có muốn tham gia fusion của cái con champion mới này không ha. Cái video của mình đến đây là hết. Cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Nếu anh em thấy cái video này nó hữu ích thì anh em cho mình xin một like với lại subscribe kênh của mình ha. Rồi, bye anh em.